nếu như ông cái nhà máy 10 cái nhà máy điện trời không đáp ứng được cái chi phí tối thiểu của người ta rơi xuống không đáp ứng được nó sắp đáp ứng được thì như thế là các thế thì thế là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phần đó là hệ thống đã đạt đúng rồi nhá ông sẽ đạt với nhau nhưng mất đến 10 cái nhà máy điện trời thì chúng ta sẽ gần như thế rồi có gì không đúng không. Thứ hai nữa là có thể là có cái xung đột đúng thế nào xung đột với số học xung đột đấy thì nếu không duy trì được khoảng 0,5 giây thôi đấy 0,5 giây thôi thì có thể là lúc đấy 0,5 giây tất nhiên là sẽ rất là nhanh đấy không phải là 0,5 giây nhanh nhưng mà nó sẽ có phần giảm tiểu được khác quá trình có độ bạn biết quá trình có độ đi dây Yeah.